Hôm nay Linh giới thiệu với quý anh chị một nền đất phân khúc 800, một nền đất ở ngay khu G. G là cái khu anh chị đi qua cầu. Đây là cổng chính quý anh chị đi vào. Thì hiện nay quý anh chị có hai con đường vào, đó là con đường này và một con đường ở phía sau này quý anh chị. Một con đường ở phía sau này. Đó có hai con đường vào thôi. Hiện nay con đường ở phía sau này thì đường đổ đá nên đi là cũng hơi khó khăn, nên hầu như khách hàng đi về là về theo con đường này quý anh chị. Linh sẽ dẫn quý anh chị xuống cái nền đất. Quý anh chị đi theo cái đường TC1 đi về đường TC3 quý anh chị. Quý anh chị đi về đường TC3 này. Quý anh chị có thể đi về cuối đường. Cuối đường mình sẽ rẽ qua đây quý anh chị. Mình có nền đất ở bên G4 này. Một cái nền đất ở khu vực này. Hoặc là quý anh chị có thể đi đường nhánh đây quý anh chị, rẽ vào con đường dọc dọc những con đường này quý anh chị đi vào. Thì hiện nay phân khúc 800 thì quý anh chị qua cầu chỉ có thể mua được khu vực này quý anh chị. Khu vực này 800, phân khúc tên 800. Vậy với diện tích 40 7 40 18, còn nếu như quý anh chị không mua ở vị trí này á thì quý anh chị mua cái màu hồng này. Màu hồng này cũng phân khúc trên 800 với diện tích là khoảng 4 nhân cho 13 4 14. Cái tầm tiền thì nó cũng ngang nhau. Nhưng mà cái diện tích ở bên cánh màu hồng này thì diện tích nó nhỏ hơn nhiều nha quý anh chị. Nhỏ hơn rất là nhiều. Còn lại á thì ở khu bên này nó cũng không có cái phân khúc này cho quý anh chị mua. Qua bên này một tí á, thì giá tầm trên 900 hay quý anh chị. Linh sẽ quay thực tế cái vị trí đất cho quý anh chị xem nhé. Linh đang đứng tại cái cầu trên trục đường TC3, thì bên này là hướng đi ra ngoài cổng đây quý anh chị. Còn phía trước mặt quý anh chị bên này là khu dân cư Đức Hạnh, một khu dân cư cũng không thuộc của dự án Cát Tường nhé quý anh chị, dọc theo bờ kênh luôn. Còn bên này là cái đường trục TC3 này, đó, Linh sẽ di chuyển dọc theo đường TC3 này đưa quý anh chị xuống nền đất. Thì Linh sẽ đi trên con đường ở phía trên này chứ không đi xuống phía cuối quanh lại. Thì ở trên này khúc ở phía trước mặt quý anh chị đây. Đấy, trước đây Linh có giới thiệu một nền đất ngay trên cái con đường này, diện tích 520 1 tỷ 3 quý anh chị. Nếu như quý anh chị nào muốn mua trên trục này thì có thể liên hệ Linh. Linh sẽ vòng lại con đường nhánh ở phía trước này, Linh rẽ vào cho quý anh chị xem cho đi cho nó thấy nó tiện đường hơn nhé. Thì cái nền đất của chúng ta thì nằm ở cái lốc phía trước đây quý anh chị. Thì khu vực này hiện nay là một khu vực rất là đông dân cư này. Đó thì hai cái lốc Linh mới vừa đi ngang qua thì quý anh chị có thể tìm được mua cái phân khúc khoảng tầm 850-900 ở khu vực này. Đó, hiện nay những nền 850 cũng không còn nhiều, cũng không còn nữa quý anh chị. Thì Linh sẽ di chuyển dọc theo con đường này, nền đất của chúng ta ở gần cuối phía dưới. Thì bên tay phải của Linh đó, là bên này, cái cánh này là diện tích 414, 413 rưỡi. Khách hàng về mua đất xây dựng ở khu này cũng khá là nhiều quý anh chị. Bên này khách hàng xây rất là đông. Thì với cái khổ đất nó vừa phải, trước đây thì cái số tiền nó nhỏ, khách hàng chọn mua, nhưng mà hiện nay khu vực này rất là đông dân cư rồi, nên những cái khổ đất này hiện nay cũng giá rất là cao quý anh chị. Giá hiện nay cũng tầm 854, 855 một nền. Và đây là cái nền đất mà Linh muốn giới thiệu với quý anh chị. Phía trước mặt có sơn đỏ. Phía trước mặt có sơn đỏ đây quý anh chị. Từ bên này qua này là 4m và đi về phía sau là 17m quý anh chị. Xung quanh đây quý anh chị thấy dân cư rất là đông luôn. Đối diện đây cũng có đất khổ là 412, giá hiện nay cũng trên 700 rồi quý anh chị. Chỉ có ít nền thôi. Còn quý anh chị muốn mua khổ 800 thì quý anh chị nên chọn cái phân khúc, cái vị trí mà Linh đang chia sẻ đây. Thì đây cũng là một cái vị trí với cái giá đất hiện nay cũng vừa phải cho quý anh chị mua ở cũng như quý anh chị đầu tư. Thì quý anh chị nên cân nhắc cái sản phẩm này. Nếu như phù hợp thì quý anh chị hãy gọi cho Linh. Và hiện nay quý anh chị nên lưu lại video này. Hiện nay quý anh chị tìm những cái nền đất khổ 417, 418 hiện nay nó rất là khó quý anh chị, nó cũng không còn nữa. Và đối với những khổ đất mà 416 rồi xuống, hiện nay quý anh chị mua cũng tầm 800, cũng tầm 800 hơn rồi. Nên nếu như mà mình lựa chọn những khổ đất nhỏ như vậy thì quý anh chị ráng thêm một tí nữa, mình sẽ khổ, sở hữu được một cái khổ đất lớn. Thì mình xây nhà và mình có được cái không gian trước sau cho nó rộng rãi thoáng mát cho quý anh chị. Nó lên đi dọc dọc qua khu này cho quý anh chị thấy cái mật độ dân cư ở bên này rất là đông. Phía trước có một cái biệt thự ở nền gốc. Nó còn dọc dọc đây quý anh chị thấy khách hàng về xây dựng rất là nhiều luôn.
Nên đây là cái vị trí mà quý anh chị nào mà muốn khu dân cư đông đúc sum tụ, khu dân cư muốn mình về ở mà đông vui thì đây là một cái sự lựa chọn cho quý anh chị. Còn nếu như quý anh chị không thích khu vực này thì quý anh chị có thể liên hệ Linh qua số điện thoại bên dưới màn hình, cũng còn rất là nhiều sản phẩm tương tự sản phẩm này cho quý anh chị lựa chọn. Quý anh chị đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay cho Linh nhé. Rất là cảm ơn quý anh chị theo dõi video của Linh. Quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh, Linh sẽ cập nhật những cái sản phẩm khu vực Đức Hòa cũng như cập nhật sản phẩm thường xuyên. Nếu như quý anh chị có nhu cầu đầu tư thì quý anh chị cũng có cơ sở để so sánh giá và quý anh chị có ra quyết định những cái giá bán phù hợp cho quý anh chị. Linh sẽ dừng video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.